Tụi nó đông đó. Thành Lão Kiên, cái cổ của anh không sao chứ? Tôi tưởng anh chết rồi. Anh liệu hồn với tôi nha. Lần trước anh tới tiêm sao chủy, tại sao phải lấn sang địa bàn của tôi kiếm ăn như vậy chứ? Cái gì? Không cho tôi tới sao? Có phải anh nói giỡn chơi không? Thời đại bây giờ người có thế lực thì làm ăn ở đâu cũng được mà. Được, nếu anh nói như vậy thì để tôi lấn sang địa bàn của anh coi sao. Được thôi, tôi hoan hô. Nhưng mà tôi e rằng anh không được toàn vẹn trở về thôi. Như vậy tức là nó ngang tàn rồi. Nếu như không chịu thì cần gì phải ngồi nói chuyện với nhau chứ? Mày có tư cách gì nói ở đây? Đại ca của mày không vậy mày sao? Muốn dọa tôi à? Hát ngầu, nói đi. Như vậy phải thương lượng rồi. Khỏi thương lượng, khỏi thương lượng. Được. Kể từ ngày mai, anh làm theo ý của anh, tôi làm theo ý của tôi. Đi về. Đứng nghiêm. Nếu không thì đừng trách tao. Đáng chết, đừng làm ẩu nha. Long mà thức dậy đi. Đi nấu nước mở tiệm đi mà. Còn không chịu thức dậy nữa. Thức dậy đi. Tối nay về sớm chút đó nha. Được rồi mà. Đua 1.500m, khỏi suy nghĩ. Mua túc cầu đi, chắc ăn mà. Mua con túc cầu hả? Người này què lắm đó nha. Khờ thật, mới vượt biên đó hả? Đâu phải, vừa mới ra tù thôi. Nè, anh bạn. Là anh sao? Tôi kiếm anh lâu lắm rồi. Chuyện gì? Muốn chém tôi à? Không dám chém anh đâu. Vậy đứng đó làm gì? Đi uống trà đi. Không phải nói chơi đâu. Chuyện này tôi nói thật. Anh ra ngoài mười mấy ngày rồi không kiếm tôi. Còn coi tôi là anh em không vậy? Vì coi anh là anh em nên không muốn phiền anh thôi. Tôi đang bị quản thúc. Nếu có gì sai là mời tôi vào tù liền. Vậy anh cũng đâu cần làm ở chỗ này chứ, phải không? Chỗ này có gì không tốt? Tôi ăn của ổng, ở nhà của ổng. Sao mày đứng đó nhìn như trời trồng vậy? Không biết lễ phép gì cả. Qua kêu anh Long đi. Dạ. Anh Long, anh Long. Gọi tên được rồi. 426 Hồng Kông. Là sát thủ đó. Khi anh Long ở trong giang hồ, ở một nơi được gọi là khu chứa gái đó. Cái miệng anh vẫn còn như cũ á. Long mà, đang thiếu người phục vụ kia kìa. Ngồi đó nữa, biết rồi. Ngồi chơi nghe. Được rồi, giờ mà còn ngồi uống trà sao? Uống gì? Trà phổ nhĩ. Được, xào cho tôi đĩa thịt bò. Biết rồi, đĩa thịt bò. Bộ quai phong lắm sao? La lối lớn tiếng như vậy. Đứng làm người mẫu sao? Mau kêu đồ ăn đi. Đứng như khúc cây vậy đó. Qua ngồi xuống bàn đi. Chú là người ở đâu vậy? Là người ở Nam Hải. Còn cậu ta thì sao? Anh ấy là bạn của tôi. Bây giờ anh ta có nạn nên mới tới đây mượn chỗ này tránh nạn thôi. Đừng lải nhải nữa. Tôi làm việc ở đây mấy chục năm rồi. Có gì thì nói đi. Chú hai này xúc sắng quá. Tôi phục rồi đó. Tôi là Kỳ Xả Rác ở đầu Trân Châu.
Hôm nay tôi tới tiệm ăn này, tôi miễn thu tiền bảo hộ, nhưng mà còn tiền canh gác, tất cả chú giao dịch với tiền lương của anh bạn tôi là được rồi. Dùng sức một chút đi. Đừng có la khó nghe vậy, kẻo người ta bên cạnh tưởng mình đang làm gì. Tôi tới đây đấm bóp là để được kêu la vậy mà. Không ngu gì trả tiền cho cô để cô đập tôi đâu. Vậy còn anh? Tôi sao? Tâm lý của tôi rất tốt. Không cho các cô bóp nhéo tôi. Tôi sợ tâm lý của tôi không thăng bằng đâu. Tôi tin ảnh nói đó. Có nhiều cô gái rất là thương ảnh. Nghe nói tới ảnh là say đắm rồi. Đừng có thổi phồng như vậy chứ. Nếu tôi là dân chơi bời thì đâu có còn sức lực như bây giờ nữa đâu. Tôi nói thật mà. Thằng kỳ xả rác trong giới chơi bời này cũng có chút mặt mũi mà. Anh là người cao tay ấn hay non tay ấn tôi không biết sao. Nói vậy câu thôi mà anh như con công xòe đuôi vậy. Nghĩa là gì? Tức là lông ở mông dựng lên đó. Tôi biết là anh cô gái giỏi lắm mà. Anh không tin cô nói giùm tôi đi. Một ngày cua 4-5 cô gái đó. Cô nghĩ sao hả? Đâu có sai. Vì anh đẹp trai mà. Chuyện gì vậy? Sao cô bấm quyệt thằng nhỏ của tôi vậy? Quyệt này không ai bấm được đâu. Không ai nói cô sao? Cô hai à? Cô làm như dễ kiếm ăn lắm hả? Qua đây, qua đây. Qua đây, đừng có giỡn chơi mà. Giỡn chơi cái gì chứ? Để tôi dạy cô một chiêu nha, nằm xuống đi. Đừng nha, nằm xuống đi. Tôi sẽ dạy cho cô bấm quyệt thằng nhỏ của người ta bằng cách nào. Đừng mà, đừng mà. Cái gì, cái gì? Tôi không cần dùng đến ba chiêu đâu. Có ai giống anh đâu chứ. Có một cô gái đấm bóp mà phải mất nhiều công phu như vậy. Được rồi. Không bấm quyệt thằng nhỏ nữa. Ngồi im nha. Như vậy nè. Đừng có giỡn chơi nữa. Tụi mình cũng làm đi anh. Tôi ngại là quyền của cô không thông thôi. Anh kỳ quá. Còn dám đánh ngực của tôi nữa sao? Cái thứ này là rượu mạnh đó nha. Chỉ có đi theo ông quai mới được ăn ngon mặc sướng thôi. Đúng không hả ông quai? Uống rượu với gái đẹp phải như apple mới được ha. Yên chí đi ông quai. Tôi đã nói ghi ghi rồi. Tối nay là sinh nhật của tôi. Tôi mời cô đến ăn khuya. Chuyện này để tôi lo cho nha. Apple à, cô giữ lời hứa mới được chứ. Ông quai đã bao hết 2 tuần lễ rồi. Cô còn chưa mời được cổ đi ăn khuya nữa. Còn nói về giọng làm gì, nâng ly uống đi. Uống đi, uống đi, đã quá đi thôi. Ghê gớm thật, mới uống chút thôi mà trái tim đập thình thịch rồi này. Anh nói hơi quá rồi đó. Không tin sao? Coi nè. Gigi, sao cô tới trễ vậy? Gigi à, cái ghế của cô đã lạnh rồi. Giờ ly rượu cũng đã nóng rồi. Trái tim của ông quai đây đang đón chờ cô đến đó. Rất nóng lòng đó. Tôi tưởng là sinh nhật của Apple. Tôi không biết là ông quai đang chờ tôi. Đừng nói nữa, qua đây ngồi đi. Cảm ơn. Tôi đã nói rồi mà. Gigi thế nào cũng tới. Gigi, uống một ly đi. Uống đi. Không có bỏ độc đâu. Anh nói vậy tức là nói cô Gigi không dám uống ly rượu này hay sao? Gigi không đến nỗi như vậy đâu. Gigi, cảm ơn cô đã tới chúc mừng sinh nhật của tôi. Tôi xin kính cô một ly. Được. Hay quá. Giỏi ghê. Tôi cũng kính cô một ly đi nha. Sao lại nói vậy chứ ông quay? Chưa chắc là người ta nể mặt ông đâu. Gigi uống đi. Tôi cá với ông nha. Tôi nói là cổ không uống đâu. Tôi cá là cổ không uống đâu. Hay quá, hay quá. Gigi à, tôi với cô lên xe trước nha. Thôi khỏi, tôi về nhà một mình được rồi. Đâu có được, lên xe đi mà. Ông quay đang đợi đó. Nè, cô ngồi ở đằng trước đi mà. Mặc kệ cô ấy đi. Cổ xe như vậy thì bay đi đâu được chứ. Tối nay không thoát được tay tôi đâu. Ông quay chúc mừng ông nha. Tối nay tân hôn vui vẻ. Tuần sau tôi sẽ bao cô 5 đêm nữa. Cảm ơn ông quay. Ngoan nha. Vậy ông chơi cho vui đó nha. Ông đưa tôi về nhà phải không? Cô đang nói chơi với tôi sao? Cô không biết sau một lần ăn uống này thì sẽ có ý nghĩa gì sao? Đưa cô về nhà, bộ uổng công hết sao? Ông không muốn uổng công mà. Muốn tôi bên cạnh ông cả đêm sao? Được, thế thì cho tôi mượn cái điện thoại đi. Tôi gọi điện thoại cho má tôi, kêu bà ấy đừng chờ tôi về. Sao đêm nay cô chịu tôi quá vậy? Lát nữa tôi sẽ đền bù cho cô. Má hả? Con là Gigi đây. Tối nay con không về nhà ngủ đâu. Đi đâu à? Đi Cửu Long đường hưởng tuần trăng mật. Phải không hả ông quai? Con muốn đi đâu thì tôi sẽ đi đến đó. Yên tâm đi. Con biết tự lượng sức mình mà. Ông quai là ai sao?
là một người đàn ông khỏe mạnh như con trâu vậy đó. Tới rồi hả? Sao cô lại gấp quá vậy? Các con nhỏ này, con nhỏ đê tiện này, muốn gạt tao hả? Trả 88.000 đi, chịu trả không? Chị Hai à, chị không thấy tôi đang đi với khách sao? Thiếu nợ thì sau này tôi trả thôi. Bộ người có mày mạ vàng sao? Ngủ một lần 88.000, chú kia, chú là vua hả? Nếu thật thì tôi nhận phân nửa, trả 44.000 đi. 44.000 sao? Bộ tưởng là qua khôi Hồng Kông à? Vậy đi kiếm qua khôi Hồng Kông đi. Con nhỏ này, mày dám giỡn với tao sao? Mau dẫn nó về. Tụi cô đâu phải làm cùng một chỗ, tôi vừa làm gái vừa cho dây tiền không được sao? Vậy còn tôi bây giờ phải làm sao? Thằng cha kia, về nhà nằm ngủ đi. Nè Gigi à, có tiền không lấy sao lại đá đít người ta? Nếu không chịu đi với khách đi Cửu Long Đường thì cần làm gì cho mệt. Lần nào cô gạt người ta cũng có thủ đoạn mới. Giỏi thật, tôi phục cô rồi đó. Lại bắt tôi là má của cô. Cũng may là cô đến đúng lúc, nếu không thì chắc tôi tiêu đời rồi. Má đã nói là tôi khỏi làm việc này, tại ông ép buộc tôi đi ăn khuya thôi. Lần nào cũng kêu tôi ra mặt cả. Rốt cuộc coi tôi là cái gì? Gigi là chị em của tôi cũng như là em dâu nữa. Mặc kệ tụi nó là ai, nếu có xảy ra chuyện gì thì để tôi đảm bảo cho. Đừng có ở trên xe của tôi đó, là xe mới đó nha. Đi với Apple thật là bực mình mà. Anh đừng có nói nhiều nữa. Cô chỉ mửa một chút trên áo của tôi thôi. Có giấy vệ sinh không? Đúng là phiền phức mà. Để tôi đền lại áo khác cho cô nha. Cô đừng có nói như vậy, đâu có sao đâu. Nhưng mà vậy, nếu mà còn mửa trên đùa của tôi á, thì phải thường đó nha. Cái đồ đáng chết, cả gan dám lường gạt ông Quai, làm cho ông Quai chửi tôi không còn gì nữa. Ông Quai nói lần trước tiền phòng không có trả đâu. Má mì, vậy chuyện này tính sao đây? Bộ cô mới tới làm sao? Tính ít cổ ra sao tôi đã hiểu rồi. Ông Quai muốn ngủ với cổ, mắc mới giữ tới cô chứ. Tôi không tin cổ giữ mình giống như giữ ngọc đâu. Cái thứ đó hả? Gặp mặt đi rồi tôi đánh cho mà biết. Mệt quá rồi. Sau này làm ơn đừng cho tôi ăn quá nhiều nữa. Giảm cân như vậy sớm muộn gì cũng chết thôi. Cô nói cái gì không cho cô ăn hả? Cô thèm tới chết luôn. Đừng có giảm cân ở ngực, chứ giảm như vậy sẽ trở thành sân bay của Hồng Kông đó. Đâu cần phải nở nang gì cho lắm, chỉ cần hấp dẫn bọn háo sắc tới ngắm thôi. Nếu bọn háo sắc không đăm đăm nhìn thì sau này mình khỏi đi làm nữa rồi. Tôi mệt rồi. Tới chỗ này thoải mái nhất là lúc này đó. Nằm ở đây cả đời cũng chịu được nữa. Không có đàn ông cũng được sao? Phải rồi. Vậy kêu ai tới đây? Nếu như kêu một lúc nhiều người tới đây thì sẽ như thế nào chứ? Vậy thì cô phải tự xử lý đó nha. Má mì, mấy cô ở đây đó hả? Tôi quên xối nước rồi. Apple à, hay là ra ngoài xối nước rồi mới vào trong này nha. Không đi, trên người tôi không có in chữ giữ gìn trinh tiết. Có xối nước hay không cũng vậy thôi. Thôi đừng ở đây lâu quá. Ở đây lâu coi chừng bị thủng cho coi. Tôi không biết phải giải thích như thế nào để giữ tấm thân như ngọc của mình. Làm gái mà còn bày đặt không chịu lên giường. Nói cái gì vậy? Người ta không bán thân thì liên quan gì tới cô? Bộ có tưởng cô là cao cấp lắm hay sao? Mắc mới gì tới cô chứ? Nếu có giỏi thì về nhà khóa lại chỗ đó, rồi đừng ra ngoài kiếm ăn nữa. Người ta chỉ cần bộ mặt xinh đẹp, chỉ cần gương mặt thôi thì đã kiếm ăn được rồi. Đâu có giống như người tồi tệ phải nhất định bán thân mới kiếm ăn được sao? Đáng chết, mày đang nói ai hả? Cho mày chết nè. Dám nói tao hả? Chết đi. Buông tay đây đi. Đừng mà, bình tĩnh đi. Dám đánh tao à? Nói xong đừng khóc mà. Ai mà dữ dội vậy? Để tôi giúp giùm cô nha. Có gì mà khóc chứ? Khiêu vũ đi, tránh ra đi. Nói cái gì? Gọi cảnh sát điều tra hả? Tưởng tôi là cái gì chứ? Mau lên, đi. Đừng có gây chuyện nữa. Chuyện gì cũng nhúng tay vào làm sao mà được chứ? Trong giang hồ chủ yếu là danh dự, đặc biệt là đừng thất lợi với bạn gái. Lần này nhất định phải đi. Tôi nói với họ rồi. Anh Kỳ à, hai con nhỏ đó làm càng lắm. Nó xúm lại đánh em đó. Anh coi thử đi. Còn mắt của em bị nó đánh sưng bầm hết rồi. Anh phải trả thù giùm cho em mới được đó. Được rồi,
Người mình chiều như vậy, cô còn chưa thấy hả dạ sao? Một lát nữa đánh què chân chúng nó, kêu các anh em thay phiên nhau cưỡng hiếp nó đi. Tôi nói giết cha mẹ của cô sao? Anh Kỳ, lần này anh phải giúp cho em đó. Cô biết tụi nó thuộc băng nào không? Hình như là băng của thằng Tiêu đó. Thằng Tiêu nào chứ? Thằng Tiêu mà anh cũng không biết sao? Nó là ai? Tôi cũng đâu có biết. Không có giỏi vậy đâu. Là hai con nhỏ đáng chết kia kìa. Đám kia còn chưa tới nữa thì cứ lên thôi. Đánh chúng nó đi. Rạch nát cái mặt của nó ra nữa. Cô đừng có chỉ trỏ tôi nữa. Kêu chúng tôi đến đây nói chuyện hay là ý thế đông người đánh tụi tôi? Thứ đồ đáng chết mày. Nè nè nè, tôi kêu các cô tới đây tức là phải nói với nhau. Muốn đánh các cô không cần tôi phải ra tay. Không biết tên hai cô là gì? Tôi là Gigi, cô ấy là Jun. Chúng tôi có đánh cô ta thật. Vậy là được rồi, nói nhiều làm gì, đánh bể mặt nó đi. Sao lại đánh người ta? Cô có giỏi thì qua làm đi. Mời ngồi. Anh Kỳ, cô ngồi im đi. Chuyện này để tôi giải quyết giùm cô. Cứ ngồi im đi. Đừng làm mất thời gian nữa. Tôi không nói chuyện với con gái đâu. Bảo đại ca của mấy cô tới đây. Đại ca của cô tức là đại ca của tôi. Đại ca của tôi tức là đại ca của cô. Vậy anh muốn nói chuyện với đại ca của cô hay là đại ca của tôi? Khá lắm. Dù cho cô là chị cả của băng Hồ Môn. Muốn bàn chuyện với tôi sao? Cũng được. Uống cái này rồi nói. Bây giờ thời đại mới, tác phong mới, không có thích trò chơi này nữa. Các anh muốn bắt bồi thường, lấy tiền thuốc men bao nhiêu thì cứ nói. Vậy cô nói theo cách này sao? Đáng cho chúng tôi học theo các cô. Được, tôi tin anh là người coi trọng đạo lý. Được, tôi muốn nghe cô nói gì. Các anh ra kiếm ăn, nhất định phải đánh cướp, bán ma túy với đám đó có phải không? Bọn chúng tôi chưa chắc làm vậy đâu. Làm gái cũng chưa chắc là phải lên giường với khách đâu. Làm chung một chỗ giáp bồ. Cô bày kế cho tôi lên giường ngủ với khách. Nhưng mà tôi nhanh trí bỏ rơi được ông ta. Cô với má mì hợp nhau đối phó với tôi. Chúng tôi bị đông nên mới phải trả đũa như vậy. Làm gái mà không ngủ với khách. Bộ cô tưởng cô là gái trinh sao? Gái trinh hay không thì mắc mới gì cô? Cô làm tú bà để lấy hoa hồng phải không? Sự thật có phải như vậy không? Có thì sao, không có thì sao? Bây giờ kêu anh trả thù giùm tôi chứ không phải là nói đạo lý. Đàn ông như anh thật là vô dụng. Có hai đứa con gái mà cũng không dám đánh. Anh không dám đánh để tôi đánh cho. Đánh cái mặt mày. Dám nói chuyện kiểu đó với tao sao? Tưởng tao là cái gì? Đi ra. Tụi bay giỏi lắm. Con nhỏ đó đúng là làm mất mặt thằng này mà. Anh hơi quá đáng đó. Đừng nói tới con nhỏ đó nữa. Nè hai người đẹp, hai cô làm chung với con nhỏ hồi nãy hả? Muốn cô gái sao? Uổng công vô ích thôi. Đi về. Coi người ta đi. Họ đâu phải hư hỏng. Muốn cua là cua thứ này nè. Nói cũng đúng. Anh cua cổ đi. Lần này thật là ngon lành. Chị ngửi mùi thôi cũng thấy ngon rồi. Jackie của cô ở đâu rồi? Nếu như hồi nãy gặp bọn lưu manh mà chị nói suông như vậy thì chuẩn bị lên núi nhận xác đi. Anh với bọn đàn em đi làm chỗ khác rồi. Cả đời của cô chỉ biết ăn và bị bạn trai gạt thôi. Chị liếc sơ chỗ đó đã biết không sao rồi. Cô biết bối quẻ sao? Cô không thấy cái thằng con trai đó đôi mắt cứ đăm đăm ngó vào mặt của cô sao? Làm nó thẫn thờ hết. Không lẽ nó chém tụi mình sao? Mà cái thằng mắt to đó cũng đẹp trai chứ. Hay là cô để ý hắn đi. Chuyện gì vậy? Tôi quên để thêm sữa tươi. Có vui không? Vui lắm. Mặc kệ của ta đi. Em ra xe trước đi. Không. Đi đi. Ngoan đi mà. Johnny, sao anh lại... Cô bé à, anh nhớ đã nói rõ ràng với em rồi mà. Anh chỉ xem em như khách qua đường thôi. Nói cho em biết, từ nay đừng có làm phiền anh nữa. Johnny, Johnny, anh đừng bỏ em mà. Đi về đi. Johnny, Johnny, Johnny.
Johnny. Johnny à. Johnny. Jackie à, anh đi đâu về đó? Sao nói tới tìm em mà? Bộ cô là vợ tôi sao? Chuyện gì cũng bắt tôi ra mặt là sao? Anh cần gì phải giận như vậy chứ? Người ta muốn gặp anh thôi mà. Anh không tới em cũng giải quyết được rồi. Anh có muốn đi ăn khuya không? Ở nhà em còn nhiều lắm, có muốn tới không? Không thích thì tụi mình ra ngoài ăn. Nhỏ nói được đó. Thưa anh, không thể tra ra được thông tin chú Kiên. Có thể cho tôi biết tên họ không? Sao lạ vậy? Chú Kiên nổi danh như vậy mà cô cũng không biết. Vậy tôi làm sao có thể cho cô kiếm ăn đây? Cần gì theo anh? Mà kệ anh ta đi. Tôi nói cho cô biết, tôi là Trịnh Nhất Lòng. Còn cô? Sao lại ích kỷ vậy chứ? Tôi cũng có tên họ mà. Tôi là Alex Kỳ. Tôi rất là thích cô. Trắng trẻo dễ thương, không có bệnh truyền nhiễm. Nếu các anh còn nói như vậy nữa, tôi sẽ không tra giùm các anh nữa đâu. Xin cho tôi chút thời gian. Đủ rồi à? Được đó. Cô à, cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói đi. Mấy cô y tá ở đây cũng đẹp đó chứ. Hay là vài ngày cua một cô đi. Được. Để tôi đánh anh trọng thương cho anh ở đây lâu dài. Lại là cô nữa sao? Đừng nói là ở đây có người quen đó. Cô có bệnh à? Sao anh nói vậy chứ? Phải rồi, đừng tới gần. Coi chừng bị truyền nhiễm đó. Tôi đã chích ngừa rồi. Có cần tôi khởi động cho cô không? Đừng nói bậy chứ. Không nói vậy thì cô ấy không chịu nghe đâu. Chú Kiên đang chờ kìa, mau lên. Tụi nó hai mươi mấy người bắt tôi, chờ ở chỗ bán trái cây. Có hai mươi mấy con dao chĩa vào cổ họng của tôi. Tôi không có gì hết. Họ còn bắt tôi đãi tiệc giảng quà nữa. Tại sao bắt tôi đãi tiệc giảng quà chứ? Tôi là người coi trọng tình nghĩa nhất. Không chịu đãi. Có gì đó Thập Lão Kiên, lại ngồi đó thuyết pháp nữa à? Còn hút thuốc nữa. Mỗi người lên giường nằm hết đi. Chừng nào tôi mới được xuất viện đây? Ở ngoài còn có hơn 10.000 người chờ tôi kiếm ăn đó. Tôi đâu có phải bác sĩ, làm sao tôi biết được? Vậy tức là cô không chịu giải quyết rồi. Làm ơn kêu người phụ trách tới nói chuyện với tôi. Nếu không tôi nghi lại sẽ có người đập cái nhà thương này đó. Chào chú Kiên. Chú Kiên. Chú Kiên à, bên này nè. Long à, ra được hồi nào vậy? 4 năm rồi. Bộ muốn tôi ngồi ở trong cả đời sao? Đây là nhà thương chính phủ mà. Anh dám sao? Tao nói chơi thôi mà. Không ngờ người già rồi mà bản tính còn nóng nảy quá. Sao hả? Lần này ra tù có kế hoạch gì không? Đâu có gì đâu. Chú săn sóc tôi từ nhỏ tới lớn. Chờ chú tính sao? Anh ca ba lá như vậy là tính làm quen với tôi sao? Mơ đi nha. Vậy ca hai khúc có được không? Bây giờ làm văn hộ không có được đâu Long à. Nhân dịp này mày hãy chuyển nghề đi. Kiếm gì chính đáng mà làm đi. Không phải chứ, chú Kiên. Ở đây có tôi và anh Long thì địa vị của chú sẽ được ổn định đó. Mày biết cái gì? Nghe chú nói đi. Tao giỏi lắm chỉ làm được 2-3 năm nữa thôi. Tới chừng đó tao mất hết địa vị. Tụi bay đứng được vững sao? Chú Kiên tuổi tác lớn rồi, chú quên rồi sao? Hai đứa con từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh thua ai mà. Chỉ là thua chú thôi. Đâm chém có ích gì chứ. Chỉ là đem dao chém mướn người ta thôi. Bây giờ tiền quan trọng nhất. Tụi bay coi coi, xã đoàn của mình thì làm được gì chứ? Bây giờ đều là Ricky quyết định hết. Ricky à, đặc biệt là mày đó. Sau này có gặp Ricky thì làm ơn cái miệng của mày đừng tí lịa nữa. Chú Kiên à, cần gì nóng giận vậy chứ? Tôi lấy đồ uống cho chú nha. Đừng có nói nữa đó. Ricky, thứ đáng ghét đó là chó không sủa đó. Bây giờ thủ lĩnh cái gì cũng nghe theo nó hết. Xã đoàn của mình đâu có vậy. Chỉ cần kiếm được tiền là được rồi. Má đứng tư thế như con nè, hai tay chống bên hông, rồi từ từ làm như vậy. Từ từ, từ từ. Có phải thấy đỡ hơn không? Đỡ rồi, đỡ rồi. Đẩy qua bên trái 10 lần. Làm đi. Làm sao vậy? Cứ tiếp tục như vậy. Làm như vậy hả? Phải, phải. Phải đứng trước ngọn lửa chỉ lên trời thề rằng nếu ngày nào đang làm cái gì mà ưỡng ẹo qua như vậy thế. Anh thì biết cái gì? Chú Kiên, uống thuốc bổ này nè. Thuốc bổ gì nữa? Cho tao ngủ sao? Lấy cho tôi cái ly, mau lên. Xin chào, cô này là cô Jun, còn đây là Gigi. Quen biết rồi, còn là rất thân nữa đó. Quen biết nhau rồi hả? Chị thì đi chơi vui vẻ đi nha. Ráng phục vụ hai ông chủ này đó nghe. Xin lỗi nha.
Xin chào. Chào. Sao vậy ông chủ? Lúc đó nói không xong tính tới đây trả thù sao? Tới đây trả thù tức là có thù với tiền bạc rồi. Nè, chắc là có bệnh truyền nhiễm hay sao? Nếu không thì không lý nào người ta lại không tới ngồi bên cạnh anh đâu. Phải rồi, qua đó chơi với anh Long đi. Đi đi. Khỏi. Nếu cô chịu nói thì ngồi bao xa nói cũng được mà. Còn nếu không nói gì thì ngồi bên cạnh xì xào cũng vô ích thôi. Đúng không? Sao anh bạn của anh đang nói sâu xa quá vậy? Hôm nay tụi mình đến đây không phải là để nói điều này. Nghe nói các cô gái ở đây rất là giỏi uống rượu. Tối nay xem ai ra đi trước đây. Xem kìa, muốn trổ tài rồi đó. Muốn chơi cách nào? Chơi uống bằng ly chứ các cô nói phải làm sao? Thiệt là. Chơi kiểu mới nha. Gigi với anh Long dùng tay ra số, còn tôi với cô thì dùng miệng nói. Được không? Liệu hồn nha cô em. Bắt đầu đi. Để coi ai thua nha. Chuẩn bị. 10 ngón. 10. Không có. Mở ra hết. Không có. Mở ra hết. 10. Mở ra. Chuẩn bị. 5 cái. 10. Mở. Hai anh cũng rất ăn rơi với nhau đó chứ. Có thể cho chúng tôi nghe âm nhạc một chút được không? Nếu như không được thì đừng miễn cưỡng nha. Nè, đừng để mất thời gian nữa. Ăn quy xong rồi hãy uống. Uống xong rồi thì đi ăn gánh gà. Đúng vậy, thay áo đi. Tất cả cùng đi nha. Đi đi đi. Cái gì gọi là ăn gánh gà? Ăn gánh gà tức là lên giường đó. Lên giường trả tiền để khách sạn. Đúng vậy. Bộ như vậy là xong rồi sao? Vậy xin lỗi nha, tối nay chúng tôi có khách rồi. Muốn đám bóp hả? Giờ lần sau đi. Đi thật à? Có thật không vậy? Muốn chơi tụi tôi sao? Bọn họ định làm gì vậy? Đâu có biết đâu. Không có gái anh ngủ không được sao? Các cô đó lợi hại như vậy. Anh cua được tôi dạch quần cho anh coi. Tôi cởi ra cho anh luôn nha. Không đi nữa đâu. Đưa em về nhà đi. Chiếc xe đậu bên kia kìa. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Là cô đó sao? Không phải cách đưa cô về nhà sao? Phải. Tôi bỏ rơi ông ta rồi có được không? Anh định làm gì? Chờ thời giận sao? Đâu có phải. Tôi muốn coi bạn của tôi có làm ra trò trống gì không và bị gạt cách nào. Dù sao tôi cũng không rơi vào tay của anh đâu. Đừng khẳng định vậy. Coi kìa, tôi thấy cặp mắt của cô, tôi biết trong lòng của cô nôn nao thích tôi lắm rồi. Điên khùng. Nè, nếu ngủ không được cũng đừng có nhớ tới tôi đó nha. Cô à, xin hỏi má của tôi đâu rồi? Má của cô và chồng của cô ra ngoài rồi. Chồng của tôi? Bác gái à, làm theo cháu nha. Mạnh lên. Trái 3 lần, bên trái 3 lần, bên phải 3 lần, bên phải 3 lần. Đúng, mạnh mẽ lên một chút. Được không? Bác à, bác không sao chứ? Không sao, không sao. Có đỡ chút nào không? Đỡ nhiều lắm rồi. Cháu nói không sai mà đúng không? Cậu dạy tôi hay hơn mấy cô y tá, còn hay hơn cả con gái của tôi nữa đó. Có hay gì đâu. Nhưng mà như vậy, hồi cháu đi học bên Canada cũng có đi học điều trị vật lý mà. Vậy sao? Cháu dạy bác động tác này nha. Được được, anh đến đây làm gì? Vậy vật lý trị liệu cho má cô. Má quen với ảnh sao? Bác gái à, sao quên cháu mau quá vậy? Cháu là Tiểu Long đó. Phải phải, cậu Long đó con. Anh qua đây. Anh muốn giỡn với tôi sao cũng được. Đừng phá người nhà của tôi. Làm công không lấy tiền không được sao? Gigi à, các con đang nói gì vậy? Không, con của bác nói rất kính bác. Bác gái à, cháu về nha. Không muốn làm phiền hai người nói chuyện. Cậu phải về sao? Ngày mai nếu rảnh, cậu nhớ lại dạy tôi nữa nha. Dạ được. Má cô kêu tôi tới nha. Dạ cháu về ngay bác. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Không ngờ anh trở về sớm như vậy. Anh tưởng là phải tới bên Nam Dương đó. Cô à, có một người đưa cô một bó hoa. Cứ tiếp tục như vậy đi. Tôi nhận tiền của người ta nên phải giúp cho người ta. Tạm biệt, cảm ơn. Gigi à, ai tặng hoa cho cô vậy? Tôi cũng đâu biết là ai. Chắc bà của anh ta có tiệm bán hoa.
Cậu ta làm gì vậy? Mặc kệ anh ta đi. Tôi quen cô 5 năm rồi. Xem tướng mạo của cô thì không giống là hư hỏng. Vẫn giống người bán hàng như hồi trước vậy. Đâu phải. Tôi biết tôi đã trở thành người khác rồi. Cô có nghĩ về chuyện lập gia đình chưa? Tôi không muốn nhờ cậy đàn ông. Nghe tôi nói gì tức cười lắm sao? Tôi không nhờ cậy đàn ông nhưng muốn kiếm tiền của bọn đàn ông. Tôi biết cô có cách suy nghĩ riêng của cô. Nhưng mà khi nào cô muốn kết hôn thì nhớ là đừng quên tôi đó. Anh lại nói chơi nữa rồi. Tạm biệt. Chào người đẹp. Không đi đâu nữa sao? Qua chưa bỏ hả? Ngày mai tôi đi tảo mộ, bó qua này còn dùng được mà. Không biết chàng khờ nào tặng qua cúc như vậy. Nhưng mà ngày mai không vui nên tôi không đi. Trả lại cho anh đó. Một mình lên cầu thang sao? Nguy hiểm lắm đó. Không sợ sao? Nguy hiểm hơn anh sao? Sẽ có một ngày cô mở cửa để mời tôi đó nha. Phải rồi. Đợi lúc tôi mở nhà thương điên thì sẽ mời anh vào. Em ghi à? Đêm nay em đẹp lắm. Dở thiệt. Như vậy mà anh cũng đánh nhầm được. Nếu may mắn vậy thì qua Macau mua tài xỉu còn hay hơn chơi banh này đó. Anh bạn à, tôi không chơi pizza 4 năm rồi nhưng vẫn còn chơi được mà. Tỉnh hồn đi nha. Đừng cho người ta cười đó. Tối ngày ý vào sự may mắn sao được chứ. Dựa vào mình đi. Được thôi. 11 lần rồi đó. Là thua một bàn nữa rồi nè. Ở đây kiếm ăn được lắm. Tất nhiên rồi. Anh tưởng về nhà mới có trụ sở liên hệ sao? Thủ lĩnh của tôi bây giờ quay phong lắm. Chỗ này là xã đoàn của mình kinh doanh. Tôi là hội viên VIP, anh có biết không? Đừng có để cho họ cười đó. Hội viên người ta không thích nói vậy đâu. Vậy nói sao? Làm ngụm trà rồi kêu bánh trà ăn trước đi. Đi vệ sinh không cần giấy sao? Ẩu không mà. Có ý mới đó. Thì tôi phải học theo anh chứ. Không hiểu tao nói gì sao? Kêu mày đừng phiền tao nữa không nghe sao? Vậy đứa con tính sao đây? Còn nói nữa. Xem thằng đéo cán nó kìa. Như vậy mà còn ăn nhờ người ta nữa à? Mày phá thai đi. Đừng mà anh. Em muốn có đứa con này. Nếu mày không muốn phá, tao sẽ kiếm người đi phá giùm mày. Anh Quý, mày đi chết đi. Không phá hả? Gần tay. Làm cái gì đó? Sợ giá kỳ. Chuyện gì mà cao hứng vậy? Phải. Thuộc hạ của anh đánh đàn bà ở đây nên anh Long chỉ thay mặt chỉ dạy nó thôi. Vậy chuyện đàn bà sao? Đều là người của mình mà, cần gì phải gây gỗ vậy chứ? Anh Long à, ra tù hồi nào vậy? 2 tuần trước. Vậy là tốt rồi. Sau này mình có thêm dũng tướng nữa. Mau xin lỗi anh Long đi. Xin lỗi nha anh Long. Vẫn còn nóng tính như lúc trước vậy. Uống rượu chúc mừng anh nha. Rót cho anh Long ly rượu đi. Anh không sao chứ? Làm thuộc hạ thì phải vậy thôi. Chịu vài lần nữa sẽ quen thôi. Tạm biệt, tạm biệt. Cho mượn điện thoại đi. Tạm biệt. Má à, tối nay con không về nhà. Con nhỏ này còn dám giở trò. Lên xe đi, lên xe. Đừng mà. Lên xe đi, bớ người ta. Bớ người ta, cứu tôi. Chạy sao? Dám chạy nữa hả? Dám chạy sao? Đáng chết, coi nó có cái gì, lục soát đi. Bớ người ta, cứu tôi. Bớ người ta.
Thằng đáng chết, đứng lại. Thằng đáng chết, có giỏi thì xuống đi. Xuống đây đi. Không sợ chứ? Xuống đây, xuống đây, xuống đây đi. Cảm ơn anh tối nay đã cứu em. Lên nhà uống ly cà phê đi. Ở trển không phải là nhà thương điên sao? Vậy thôi, ngủ ngon nha, tạm biệt. Lên trển thì không có chuyện gì xảy ra chứ? Sao anh nói vậy? Vậy thì đừng lên. Mời lên thì dễ, kêu về thì có. Không lên thì không lên. Sớm muộn gì cũng lên mà. Ghi ghi à, nếu mà mời em ăn cơm thì có được không? Vậy phải ăn một bữa cho thật ngon đó. Tùy ý em. Ngày mai 5 giờ ở bến tàu Hoàng Hậu. Anh chờ em. Nếu không có chuyện gì, anh về trước nha. Không có gì, nhớ đem theo tiền đó. Jackie, anh được đi mà. Đừng có nói nữa, tránh ra đi. Jackie, xảy ra chuyện gì? Đừng khóc nữa mà. Jackie, Jun, cô làm gì vậy? Tránh ra đi. Cô làm gì vậy? Buông ra. Jun à, tránh ra đi. Cần gì phải làm vậy chứ? Cô điên rồi sao? Đừng khóc nữa mà. Không hợp thì mình chia tay thôi. Ngoan, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa mà. Tôi thực tình rất thương ảnh. Tại sao tôi đối với ảnh rất tốt mà ảnh lại ruồng bỏ tôi? Tôi đã nói với cô rồi, kêu cô đừng quá tin bọn đàn ông. Cô càng thương họ, rốt cuộc lại càng bị đau lòng thêm thôi. Đau quá. Cô khờ thật. Cảm ơn. Ở đây khó đón taxi lắm. Đúng rồi. Ai cũng nói là tay của tôi đẹp. Bây giờ có sẹo rồi. Sau này tính làm sao đây? Khờ quá. Sau này lấy dây đeo che lại thì đâu có ai thấy nữa. Đừng nghĩ bậy bạ nữa, có được không? Lạc Gia Kỳ, tôi đi lấy thuốc cho cô. Lạc Gia Kỳ, và trả 220. Thuốc này cách 4 giờ uống một lần. Cô à, không sao chứ? Hãy lau nước mắt đi. Cảm ơn. Một miếng không đủ đâu, dùng thêm đi. Nè. Bắt nó, nhanh lên, đuổi theo. Đuổi theo, bên đây. Đứng lại.
Đuổi theo, đuổi theo. Chuyện gì đó? Đứng im nha. Chạy đi, chạy đi. Đứng lại, đứng lại. Tại sao lại xảy ra vụ này? Cái gì nữa đây? Được rồi, đừng nói nữa. Vì một đứa con gái mà bị chém như vậy, đừng nói anh là anh em của tôi nha. Ta thấy chướng mắt mới giúp người ta thôi mà. Giúp cái gì mà giúp? Sức nào mà chịu nổi chứ? Lời nói này là lời nói của anh sao? Nè, đứng im nha. Nè, làm gì vậy? Đứng im. Đứng im. Mày muốn làm gì nữa? Mày bị đuôi rồi phải không? Dám đánh anh em của tao hả? Xin lỗi nha anh Kỳ, tôi không biết ảnh là người của mình. Vậy đại ca của anh về làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, việc này phải hòa giải. Nếu chịu trách nhiệm thì anh không gánh nổi đâu. Xin lỗi anh nha, để tôi nói với thằng nhóc này bồi thường tiền thuốc men cho anh Long. Như vậy có được không? Về mua thuốc cho má của nó đi. Ngó mặt tôi đây nè. Nói với đại ca của anh đừng có gây chuyện nữa. Nếu không thằng Kỳ này sẽ tính sổ với anh đó. Anh nói là tôi nói đi, có nghe rõ chưa? Dạ nghe rồi. Anh Long à, chỉ là hiểu lầm thôi. Tụi mình đi về. Nhìn cái gì? Bỏ đi. Anh thương con nhỏ đó thật sao? Vậy để tôi kêu người ta bắt nó cho anh thấy thế nào. Tôi đã chơi rồi, cần anh sao? Xạo hoài, đã chơi rồi còn có kiểu đó hả? Tôi không tin đâu. Sao con nói gì vậy? Gigi à, Gigi à, tôi về rồi. Chắc là quên em theo chìa khóa rồi chứ gì. Chờ một lát nghe. Tôi tưởng cô quên mang theo chìa khóa chứ. Có chứ, nhưng mà tôi không biết cô ăn mặc như thế nào sẽ làm bạn của tôi giật mình. Nè, để tôi giới thiệu nha. Ảnh là Simon. Còn cô này là Gigi, là bạn thân nhất của tôi đó. Chào cô. Anh ngồi chơi trước đi. Đi vô phòng đi. Đi đi. Chuyện gì thế? Vô đi mà. Gì đây? Tôi sợ cô lật tẩy của tôi. Tôi nói với ảnh là tôi vừa học xong ở nước ngoài về. Anh ta dễ thương không? Đại học sinh đó. Tôi suy nghĩ rồi. Nếu bắt buộc tôi nghe theo bọn đàn ông, chỉ bằng tìm người nghe theo tôi. Anh còn trẻ lắm. Cô phải coi chừng đó. Cô có địa hát yêu không ngừng phải không? Để đâu vậy? Chỗ đó phải không? Tôi phục cô rồi đó. Còn yêu không ngừng nữa hả? Mới còn tự tử hôm trước đó nghe. Cô đừng có nói tôi nữa. Thằng bộ của cô ghê gớm lắm. Tôi nghe người ta nói anh ta vì cô mà hôm qua bị đánh hết một trận đó. Cô nói cái gì? Không có chuyện gì thì đừng có ra ngoài. Tối nay tôi không đi làm. Chú nè, ảnh không sao chứ? Ảnh không sao đâu. Tối nay không có người chờ cô, chỉ có mình cô thôi. Em muốn ăn bánh bao, đói bụng quá rồi nè. Thưa cô muốn uống trà gì? Trà phổ dĩ, làm ơn. Anh Bùi, tới liền. Chú à, ăn gì? Cho tôi phở xào thịt bò. Trà tới đây. Cái gì đó? Sao buồn so vậy? Làm ơn. Cho chút nước đi. Cô à, bình đầy rồi mà. Tay anh có sao không? Có sao gì? Em biết anh vì em mà bị người ta đánh. Xin lỗi nha. Đến đây để nói những chuyện này sao? Em biết là vì em mới có chuyện đó. Xin lỗi anh. Đã bước vào giang hồ thì kẻ thù và người thân đông đảo như nhau. Lúc nào cũng dễ bị trầy trốc. Đừng cho mình là thông minh. Chưa chắc gì là em đâu. Dù sao cũng vậy, cảm ơn anh.
Em đánh giá mình quá cao rồi đó. Dì hai, kêu dì ăn đi dì hai. Em ăn phở bò. Tôi muốn uống nữa. Được thôi, mình đi tìm một chỗ khác nữa uống nha. Taxi, sắp tới rồi. Taxi. Taxi. Em tưởng là từ nay anh không tới đây nữa. Anh cũng không muốn tới nữa đâu. Chào buổi sáng. Không ngờ em có căn nhà vừa rộng vừa đẹp như vậy luôn đó. Em và Jun cùng nhau mướn đó. Bọn đàn ông các anh cứ tưởng là đàn bà có tiền. Nếu không dựa vào chồng thì dựa vào người cha. Còn để cho đàn ông bao nữa. Anh không có nghĩ vậy đâu. Nếu nghĩ vậy cần gì đeo đuổi em chi cho mệt. Anh không có đeo đuổi em sao? Như vậy còn không phải à? Thường ngày anh cô gái 3 tiếng đồng hồ thôi. Như vậy bây giờ anh đã toàn nguyện như ý rồi. Anh yêu em thật mà. Ăn đi, nguội hết rồi kìa. Đút anh đi. Phiền quá. Dùng miệng đút cho anh đi. Sao tới đây chơi sớm quá vậy? Tiếp tục đi, tôi không có thấy gì đâu đó. Anh đi tắm nha. Không chơi nữa sao? Phải tắm rửa sạch sẽ mới được. Tôi đã nói là cô không giữ thân được đâu mà. Cô nói gì thế? Vậy cũng đúng. Làm người phải có tình yêu tẩm bổ chứ. Coi cô kìa, sau một đêm da mặt xinh đẹp quá. Sau này mà anh ta có tới đây mỗi đêm cũng không phản đối đâu nha. Cô dám chọc tôi? Quen cô lâu rồi mà thấy cô hào phóng vậy đó. Còn nói nữa, anh mắt to, anh rất biết thưởng thức đó. Tìm tới chỗ này làm cho cô Gigi không đi làm 3 ngày chờ anh đó.
Đây là sự kinh ngạc nhỏ nhỏ mà thôi. Sau này còn có nữa đó nha. Đâu có phải, tại em dẫn anh tới mà. Giỏi lắm. Như vậy thì sau này không cần ăn đồ ngọt nữa rồi. Sao biết được chỗ cao cấp này mà tìm tới vậy? Chào các bạn, chào buổi sáng. Trời sắp tối rồi mà còn chào buổi sáng nữa. Chúc buổi tối đi. Hai người đừng có gặp nhau là cãi nhau hoài có được không? Có một người bạn bên cạnh thì thái độ trở nên ôn hòa hơn nhiều. Cô cũng tìm một người đi. Đừng để nóng nảy nha. Đừng có nói tôi. Đã nói là cô dễ nóng rồi mà. Có cần tôi phục vụ hay không? Anh nói cái gì? Im miệng đi. Đừng có phá bầu không khí này chứ. Làm ơn. Kêu gì ăn đi. Anh cho chúng tôi một chai rượu chát. Rượu mắc nhất nha. Dạ được. Anh ta muốn ra dáng sang chảnh đó. Không muốn tranh cãi với cô nữa. Trở lại vấn đề chính thức đi. Long à, vậy là lên giường rồi có phải không? Bậy bạ quá. Lên giường thì lên giường. Bữa cơm này tôi đãi nha. Anh nói cái gì? Đúng là lên giường rồi. Hèn gì mặt mày hồng hào như vậy. Im miệng lại đi. Anh Long à, hồi tối chơi hết mình không đó. Đê tiện. Gì à? Anh ta nói bậy thôi mà. Thôi đi mà. Nói vậy không được sao? Lên giường rồi mà còn nóng nảy như vậy. Tối nay tiếp tục nữa đi. Ghi à? Miệng ăn mắm ăn muối không à? Đã nói lưu manh thì không có người tốt rồi mà. Nè, sao vậy chứ? Thưa anh, vậy có cần uống thử chai rượu chát này không? Uống thử không có tiền đúng không? Ghi, nghe anh nói. Có gì để nói nữa? Anh nói hết với người ta là anh ngủ với em rồi mà. Chỉ là nói chơi thôi. Ai có thù muốn hại anh sao? Tại cái tật của anh vậy đó. Anh chỉ nói chơi thôi mà. Em không muốn người ta đùa đâu. Ghi à, anh thương em như vậy, em không cảm thấy sao? Em không tin bọn đàn ông nữa. Em sợ thất vọng. Anh không phải quân tử, em không phải thuộc nữ. Chúng ta phải thử thách mới được sao? Em không muốn người ta giỡn với em. Phải, anh là dân lưu manh. Nhưng anh có cảm tình chân thật. Nếu như em nghĩ anh gạt em, thì anh có thể nói cho cả thế giới biết là anh yêu em. Tôi tự nhất lòng thật là một dạ yêu cô Gigi. Nếu tôi nói dối, xe cán chết tôi đi. Anh Long, anh đừng làm vậy mà. Em tin anh không? Em tin không? Vô lì đi. Em tin anh chưa? Vô trước đi mà. Có tin anh không? Có tin không? Em tin anh mà. Em tin. Phụng mà. Ngày 18 tháng 10 này á, cần phải nên động đức hay lấy chồng đó. Cậu Long, cậu thấy sao? Được. Sao? Em tin Phụng mà anh không biết gì hết vậy? Anh không hỏi dĩ nhiên là không biết rồi. Em hay thật đó. Sao lạ vậy? Chị hai có tên Phụng mà anh cũng không biết. Làm sao cua được chỉ vậy? Con nít đừng có nhiều chuyện. Cậu Long à? Dạ. Gia đình của bác là gia đình tầm thường. Không có yêu cầu gì đâu. Cậu hãy tùy tiện mua vài cân đường bánh để tặng cho bác, để bác phân phát cho bà con. Vậy coi như là giải quyết xong rồi. Dạ được. Má à, cần gì phải vậy? Bây giờ đâu có cần bánh kẹo gì, tụi con làm hôn thú được rồi. Phụng à, phải cho bà con chia vui một chút chứ. Anh không biết mấy chuyện này đâu. Vậy thôi đi, tùy ý các con tính sau cũng được. Cậu Long, con gái của tôi tuy là làm nghề này, nhưng mà nó biết giữ thân lắm. Tuy rằng nhà của bác nghèo. Má à, đừng có nói như vậy nữa. Anh rể tương lai của con rất thương chị hai. Nếu mà ăn hiếp chị hai, tụi con không tha cho anh đâu. Anh ăn hiếp chị hai em sao? Chị hai em ăn hiếp anh thì có. Không ngờ ở đây cũng có người theo phe của em đó. Dĩ nhiên rồi, không lẽ đứng bên anh hết sao? Tôi dọn nhà không phải là vì cô, mà vì bản thân tôi thôi. Thực ra đâu cần phải dọn đi, mình có hai căn phòng mà. Tôi muốn ở chung với vị hôn phu của tôi. Coi xem đôi bên có thể tiếp nhận nhau hay không. Đừng để tới Mỹ mới phát giác ra được thì trễ lắm rồi. Cảm ơn. Tôi còn tưởng có cặp bồ cả đời nữa chứ. Không ngờ lại xử lý dứt khoát hơn tôi. Mình làm cái nghề này rất khó kiếm được một người đàn ông nào thật lòng lấy mình làm vợ. Bây giờ đã kiếm được rồi, không lẽ cứ quấn quýt bên bọn trai trẻ sao? Tôi đã chán rồi. Tôi không nỡ lòng xa cô. Cô làm gì vậy chứ? Tụi mình vẫn là bạn thân với nhau mà. Nhưng mà như vậy, nếu như sau này cô muốn lừa gạt bọn đàn ông thì không có ai hỗ trợ cô đâu. Cẩn thận nha. Tới rồi hả? Hình như cũng được đó. Hèn chi chịu dọn tới đây ở. Im miệng giùm đi. Hai cô ở đây hả? Hoan nghênh tôi tham gia không? Anh có thể im miệng lại không? Cái miệng của anh hôi lắm đó. Tôi là xả rác kỳ mà. Xả rác là hôi thối rồi. Nãy giờ còn chưa dọn hết sao? Em cũng quên đồ kia. Biết rồi. Có cần tôi nói cho cảnh sát là cô nằm giả ở đây không chịu đi không?
Anh xấu xí lại hôi miệng. Tôi không hiểu tại sao má của anh lại sinh ra anh như vậy đó. Xin lỗi nha, tôi cũng không muốn đâu. Không nói với anh nữa đâu. Tôi nói cho cô cũng tốn hơi lắm đó. Tốt hơn là im cái mồm lại đi. Giỏi thật đó. Giao ghi cho anh đó. Đừng ăn hiếp cổ đó. Cô đã giao tất cả cho tôi hết rồi. Đừng giỡn chơi nữa. Tôi đưa cô xuống dưới. Thôi khỏi. Xuống dưới hết cô khóc lại đến tôi khóc. Tôi đi nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Cười gì vậy? Đâu có gì. Không có gì sao? Đừng mà, đừng mà. Coi nè, coi nè. Đừng. Cái gì vậy? Ăn mặc như vậy lại không mặc áo trong nữa. Bị thiệt thòi với đàn ông lắm đó. Ngày nào em cũng đi làm như vậy mà. Em làm hết tháng này thì nghỉ làm rồi. Tháng sau em làm nghề bán hàng hóa trang. Còn chờ một tháng nữa sao? Xin nghỉ cũng phải chờ thời gian chứ. Được. Đừng giận mà. Em đi làm nha. Anh dọn dẹp trong nhà xong chờ em về ăn khuya nha. Tạm biệt. Còn nữa, nhớ phải thay đôi dép này. Đừng để bị dơ tấm thảm đó. Anh làm cái gì vậy? Ở nhà canh chừng nhà sao? Có phải có vợ rồi thì anh em quên hết không? Mới quen mà. Sau ngày đầu tiên dọn nhà có nhiều đồ cần dọn dẹp lắm. Ai như anh? Cô hồn vô chủ. Tôi bây giờ một cô đến hai cô. Có phải muốn tôi ăn hết hay không? Bắt đầu nha. Nè nè nè, 69 kiếm anh. Kêu anh tới đây đó. Nghe rõ không? Dọn dẹp xong rồi tới ngay nha. Chờ tôi nha. Được. Sao mà khẩn cấp vậy chứ? Cho thay cái áo rồi mang giày vào được không? Anh ra đường hả? Đâu có. Em nói với má mì là làm xong 2 tuần nữa sẽ nghỉ. Anh có vui không? Vui lắm. Anh ăn khuya không? Em mua về cho anh ăn. Sao cũng được. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Nè, sao hả? Có vui không? Tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi. Có mì ý không? Có. Nè, anh lấy đi. Ghi à, lấy bia cho anh đi. Được. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi nha. Xin lỗi nhiều. Tự nhiên vô tiếp đi. Tiếp đi, tiếp đi. Cua được gái đẹp như vậy ngon dữ ha. Đúng rồi, nói chơi sao? Chị bài đi, chị bài đi. Thật ra sướng nhất là kiếm được một căn nhà đẹp như vậy. Nhưng mà như vậy, nếu có luôn bộ karaoke thì càng tốt. Đâu có được. Má công tụi mày tới cản trở tao. Nè nè nè, chia bài đi. Chị ghi à, cho một chén canh uống chơi đi. Đứng hoài mỏi chân quá. Càng ngắm thì càng đẹp đó. Cả đời tôi rất muốn có một người phụ nữ như vậy. Tới Philippines thì rất thích hợp. Uống canh đi, nói nhiều quá. Lại con bài đáng chết này. Trúng nước rồi. Để bài xuống đi. Chơi tiếp đi. Nghe thấy chưa, cũng không vừa gì đâu. Đặt xuống đi, đặt đi. Nhanh lên đi. Long à, anh lại không rửa tay cũng không kéo nước bồn cầu. Có bao nhiêu tiền để hưởng tuần trăng mật hả? 60 ngàn. 60 ngàn sao? Anh làm sao có 60 ngàn? 40 ngàn là thằng Kỳ cho mượn, 20 ngàn mượn của rắn đuôi, sau này trả lại.
Vậy thôi đừng có phung phí quá. Mình đi Trường Châu hưởng tuần trăng mật được rồi. Vậy thì anh phải có ích lợi chứ. Anh đừng nghĩ tới việc này hoài mà. Có khi em hoài nghi là anh thương em, hay chỉ thích em lên giường thôi. Em không muốn sao? Làm tình, càng làm càng có tình mà. Anh không sợ có con sao? Có thì hay chứ sao. Sinh nó ra nhất định sẽ rất thông minh. Bản thân tụi mình còn lo chi xong. Trời sinh trời dưỡng mà. Anh không phải là to con lớn tướng sao? Anh không hiểu đâu. Muốn có con thì phải đi xét nghiệm máu. Nếu không để nó ra sẽ bị ngu ngốc. Em mới ngu ngốc đó. Anh là dân lưu manh, còn em là phục vụ. Xét nghiệm máu là xét nghiệm cái gì chứ? Ý anh muốn nói gì? Anh nói xét nghiệm máu đau lắm. Em đi tắm. Long à, có mày làm ở đây tao rất là yên lòng. Nè, mày sắp sửa đám cưới rồi, có cần tiền không? Chú Dương à, đừng có xáo, tôi có bạn bè giúp rồi. Sau khi đám cưới rồi thì đừng có lui tới với bọn chúng nữa. Đâu có được, anh em là phải làm cả đời mà. Long à, tháng sau tôi sẽ tăng lương cho cậu. Được rồi chú Dương, nếu làm việc vui vẻ thì làm cả đời cho chú cũng không sao đâu. Đại ca, đại ca. Long à, hình như là không ổn rồi. Đừng lo chú Dương. Xin lỗi, anh uống trà gì? Phổ nhĩ. Được. Tụi nó đông đó. Thành Lão Kiên, cái cổ của anh không sao chứ? Tôi tưởng anh chết rồi. Anh liệu hồn với tôi nha. Lần trước anh tới tim sa chủy, tại sao phải lấn sang địa bàn của tôi kiếm ăn như vậy chứ? Cái gì? Không cho tôi tới sao? Có phải anh nói giỡn chơi không? Thời đại bây giờ người có thế lực thì làm ăn ở đâu cũng được mà. Được, nếu anh nói như vậy thì để tôi lấn sang địa bàn của anh coi sao. Được thôi, tôi hoan hô. Nhưng mà tôi e rằng anh không được toàn vẹn trở về thôi. Như vậy tức là nó ngang tàn rồi. Nếu như không chịu thì cần gì phải ngồi nói chuyện với nhau chứ? Mày có tư cách gì nói ở đây? Đại ca của mày không vậy mày sao? Muốn dọa tôi à? Hát ngầu, nói đi. Như vậy phải thương lượng rồi. Khỏi thương lượng, khỏi thương lượng. Được, kể từ ngày mai anh làm theo ý của anh, tôi làm theo ý của tôi. Đi về. Đứng im. Nếu không thì đừng trách tao. Đáng chết, đừng làm ẩu nha. Chú Kiên, tôi thật không biết tại sao chú làm vậy. Chú đã trở mặt với người ta rồi. Một là giết chết nó, giết cho sạch không để sót thằng nào. Đằng này anh một tay kẹp cổ, một tay thả người. Dù sao thì người ta cũng là người phụ trách đó. Biểu người ta sau này làm sao mà lãnh đạo anh em đây. Cuộc xô xát này tránh không nổi đâu. Nói cho rõ cái đã. Nếu lão ta nói với người ta tụi tôi bị chém hết rồi, chuyện này cũng tại tụi nó thất lời hứa. Hai bên đã thương lượng với nhau, có lý nào tụi nó dẫn cả bọn mang vũ khí tới chứ? Rõ ràng là muốn hại mình mà. Kẻ giang hồ phải biết dùng cái đầu. Người ta nói anh cũng tin sao? Nếu như anh không muốn đánh thì dẫn theo hơn trăm người đi hộ tống. Biểu hiện thực lực thì làm sao tụi nó dám động tới chứ? Anh còn dám nói là lão luyện nữa. Anh nói ngang ngược rồi đó. Tôi nói ngang cũng được, nói xuôi cũng được. Tóm lại thủ lĩnh của tôi giải quyết vấn đề, đương nhiên tôi phải có ý kiến. Thời đại này phải lấy kinh tế làm đầu. Bây giờ tôi không muốn đánh lộn nữa. Tôi đã nói với Hắc Ngầu rồi. Nếu mà anh chịu đưa thằng Long đi xin lỗi người ta, không chừng tôi có thể giảng hòa được đó. Kêu anh Long đi xin lỗi người ta, vậy sau này làm đại ca người ta thế nào được? Vậy thì khỏi nói nữa. Được rồi. Ricky, anh Kiên à, thuộc hạ của anh dễ xúc động như vậy. Bản thân anh cũng như vậy thôi.
Phải rồi, Ricky nói cũng có lý của ảnh. Tôi cũng ở trong giang hồ nè. Anh Kiên à, lui một bước trời cao đất rộng. Tụi mình mới vừa bàn với đơn vị nó thôi, dễ bị tim sa chủy. Anh Tam, bây giờ mấy người chỉ nói tiền thôi, không nói tới tình nghĩa sao? Anh Kiên, nếu nói với tình nghĩa thì anh kêu đơn vị mình đứng ra xin lỗi người ta đi. Đúng vậy đó. Anh có tưởng tôi vì lợi ích của tôi nha. Vì lợi ích của đơn vị thôi. Được. Anh kêu Hắc Ngầu qua đây, tôi sẽ xin lỗi anh ta. Được. Không ngờ rằng anh không biết mà đàn em lại biết đó. Được, tôi là đơn vị. Sau này thủ lĩnh có gì thì đừng tới kiếm tôi. Nè anh Kiên. Anh Phú à, gọi điện thoại kêu Hắc Ngầu hẹn thời gian nói chuyện với nhau đi. Thế nào hả Ricky? Anh nói là chúng mình liên minh lại với nhau, cùng nhau kiếm tiền. Bây giờ thuộc hạ của anh không nghe lời của anh nữa. Anh tự mình đi kiếm ăn đi. Thằng Ricky này hứa cái gì có bao giờ thất hứa đâu chứ. Nếu có lợi ích gì thì cùng nhau kiếm ăn. Anh đừng có quên rằng anh và tôi từng phải ở Thượng Quá kiếm ăn ba bữa đó. Anh Long à, sao còn không mau đi xin lỗi anh Ngầu đi. Xin lỗi, Hắc Ngầu này không có tên cho anh kêu hả? Xin lỗi nha anh Ngầu. Cái gì? Nói cái gì tôi không nghe rõ. Xin lỗi anh Ngầu. Anh em, anh nói xin lỗi kìa. Hắc Ngầu, đàn em tôi đang rót trà xin lỗi anh. Thế nào, uống cùng vô sao? Cái gì? Uống tách trà là xong chuyện sao? Nếu là anh thì có được không? Vậy muốn chơi cách nào đây? Phải rồi, anh muốn chơi cách nào? Lần đó anh lấy bó đũa chỉa tôi, lần này tôi phải chỉa lại. Nè, uống đi. Thế nào hả anh Long? Vậy mà uống không được sao? Tức là không có lòng thành rồi. Tụi bay muốn chơi chứ gì? Giỡn một chút thôi, biết được quen mà. Hắc Ngầu, Hắc Ngầu, bây giờ anh đã lấy quai hết rồi, sau này là phân nửa người mình đó. Anh không sao chứ? Thứ đáng chết đó. Tôi cũng nóng vậy, nhưng mà tụi nó đông người hơn mình. Ricky nó không có giúp tụi mình đâu. Anh làm vậy sẽ khiến chú Kiên khó xử. Tôi vào sinh ra tử vì xã đoàn. Vì sao vậy? Vì tình nghĩa. Tình nghĩa tụi nó có sao? Mặc kệ tụi nó có hay không, tôi với anh có là được rồi. Mình là bạn bè, nếu anh muốn trả thù thì tôi sẽ ủng hộ cho anh thôi. Anh muốn chơi thì cùng nhau chơi. Đây là buổi tiệc tiễn chun đó nha. Đừng đi 3 ngày rồi trở lại đó. Anh đừng có nói tầm bậy tầm bạ có được không? Nói cái gì hay hay một chút đi. Tôi kết hôn đó. Phải rồi, rất giỏi. Nè, số nợ của thằng chính thủ lĩnh kêu mình đi thu đó. Nó không trả thì chém chết nó. Chừng nào mới rảnh? Coi bọn đàn ông mấy anh kìa, dân lưu manh với là dân lưu manh. Không nói chuyện làm tình thì chuyển sang nam chém. Nói những chuyện có ích chút có được không? Sang tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. Câu sau cô nói đi. Nói chuyện gì? Ai biểu gì em mấy cô thương dân lưu manh, thương đến nỗi kết hôn với người ta? Anh Long đâu có thích nói chuyện đâm chém đâu hả? Em hiểu anh lắm sao? Vậy thì tốt rồi. Bây giờ đã có bạn bè rồi mà, không cần đến bộ này nữa đâu. Lại nói gì nữa đây? Làm bạn bè phải nói tới chuyện đâm chém mới được sao? Làm bạn nhã nhặn không được à? Nghe thấy chưa? Hai cô là chị em với nhau, tại sao lại cùng làm chung trong một quán bar chứ? Người đi dạy trẻ, người ở nhà gửi trẻ không được sao? Bởi vậy mới nói anh là lưu manh, chứng nào tật nấy. Chuyện ngày mai tính sao đây? Ăn xong rồi tính. Sao uống say dữ vậy, đại ca? Đại ca, sao vậy? Đứng dậy đi anh hai. Đáng chết, anh quen anh ta sao? Đại ca, đại ca,
Em gái, cho anh uống tiếp đi mà. Về đi, đại ca. Tao muốn uống nữa mà. Thì ra có thằng ngồi đây cua gái hả? Anh còn nói nữa thì đừng trách vì sao tôi không để mặt đó nha. Mày là thọ đế mà. Mày nói gì? Anh Long à, anh định làm gì? Đừng nóng giận mà. Tính làm gì? Kiếm vũ khí chém nó đi. Kìa, bỏ đi. Nó uống say như vậy đánh cũng uổng công mà thôi. Uống tiếp đi. Đi đi. Thằng đáng chết, là mình cục hứng thật. Tôi không ăn. Gì vậy? Anh có thể ngồi ở một bên ăn đi. Tôi còn phải xuất hiện ở trong giang hồ. Các người ngó cái gì? Không có gì đâu. Ăn tiếp đi. Kỳ à, anh Long. Anh uống say rồi đó. Thế nào? Anh không sao chứ? Tránh ra đi. Mày là thằng nhát gan như thỏ đế. Cua gái không được rồi chứ gì. Sao lại dở vậy? Mày nói chuyện với tao đó hả? Chết đi. Tao đánh chết mày. Tao đánh chết mày. Chết nè. Chết nè. Làm cái gì vậy? Sao đánh người ta vậy? Đừng nhiều chuyện nghe chưa? Đi. Có chuyện gì vậy Kỳ? Hồi tối nó đi ăn khuya với thằng Long mà. Sao khi không lại đánh lộn với thằng Hắc Ngầu vậy? Đừng nhắc nữa. Chú Kiên à, chuyện này phải trả thù mới được. Cần nói với Ricky không? Nói cái gì mà nói? Tao là đại ca. Thằng em tao có chuyện phải nói với nó sao? Thằng Long đâu rồi? Không sao chứ. Long à, mày có điên không? Hồi hôm mày đi đâu? Không phải tại anh Long đâu. Anh đâu có biết anh Kỳ đánh với bọn Hắc Ngầu. Im đi. Chú Kiên à, tôi tưởng Hắc Ngầu đi mất rồi. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Anh không biết cái gì đâu. Chú đừng hỏi ảnh. Tôi với Chun muốn tốt cho anh thôi. Một người nhường một bước thì hết chuyện rồi. Em đừng nói nữa được không? Không phải vậy sao? Mấy anh ra ngoài cãi lộn hoài sẽ có chuyện đó. Vậy thôi được rồi. Chú Kiên, tôi muốn xuất diện. Trả tiền giùm tôi được không? Sao lại không được? Kỳ à, đang giận hả? Giận cái gì? Tóm lại bây giờ anh đã kết hôn rồi. Tôi thì ở trong giang hồ, mình hiểu rõ nhau mà. Đừng nói nữa, nói anh em tìm ra bọn Hắc Ngầu. Anh Lộc, anh đừng nóng nảy quá, suy nghĩ cho kỹ đi. Bạn của anh bị người ta chém, anh không giúp ảnh sao? Anh còn xứng đáng với tình nghĩa anh em sao? Em bảo anh phải làm sao đi? Đừng để em lo cho anh có được không? Đây là chuyện đàn ông con trai. Em về nhà trước đi, anh biết làm sao mà. Anh Lộc, anh nghĩ cho kỹ nha. Nếu như anh muốn kết hôn rồi sinh con đẻ cái thì không ai ép buộc anh đâu. Lại nhảy làm gì? Mau gọi anh em ra uống trà đi. Thương lượng làm sao để đối phó giác ngầu. Anh Long, anh sao vậy? Sao mà say dữ vậy? Cẩn thận. Cẩn thận. Thật ra là con nhỏ đó giở trò mà. Anh nói cái gì? Làm thằng đó bị phiền phức. Chuyện ra nông nổi như vậy thật là. Sao đến nông nổi này chứ? Anh Long. Anh Long, em phải đi tiễn Jun.
Chồng của cô đâu? Anh còn đang bận việc làm ăn, kêu tôi ra nhà hàng sân bay. Tôi thấy cô không giống làm vợ người ta đâu. Nếu cô nhìn thấu thì đâu còn thầy bói làm gì nữa. Nè, cảm ơn. Jun, tại sao em đi mà không nói cho anh biết? Em không muốn gạt anh, bởi vì em đi rồi sẽ không trở về nữa. Nhưng mà em nói là yêu anh mà. Hai người ở chung với nhau, chỉ biết yêu thôi thì không đủ đâu. Có nhiều vấn đề phải giải quyết nữa. Anh lớn lên thì sẽ biết. Anh nghĩ suốt đời của anh sẽ không biết đâu. Anh hãy cố gắng học hành, đừng nhớ tới em nữa. Cho xe chạy đi. Jun, Jun, bây giờ cô biết tại sao tôi làm vậy rồi. Đôi khi cô còn biết suy nghĩ nhiều hơn tôi, và còn can đảm hơn tôi nữa. Tạm biệt. Tạm biệt. Cái gì tôi cũng giúp được, nhưng không giúp được cô. Cô phải tự chăm sóc cho mình. Tôi biết rồi. Đừng có gì đàn ông mà ưu sầu. Cô cũng vậy. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh lại ra ngoài sao? Đi làm. Tại sao em điện thoại anh mà không nghe? Bây giờ đi nghe đây. Alo, cho nói chuyện với Gigi đi à. Chờ một lát. Kiếm em đó. Alo, là anh sao? Chuyện gì? Được rồi, để ngày mai tôi đem đến cho anh. Tạm biệt. Nói gì mà âu yếm quá vậy? Có phải là tình nhân của em gọi không? Tình nhân là cái gì? Anh muốn nói gì đây? Anh đi đâu? Không cần làm à? Bộ tưởng em nuôi anh sao? Anh muốn gây chuyện phải không? Gọi điện thoại anh cũng không nghe. Đáng chết thật. Em gọi là anh phải nghe sao? Kêu anh đi vệ sinh thì rửa tay, không cho anh đi ra ngoài thì không được đi. Em là vợ của anh, không phải là má của anh đâu. Nể mặt anh một chút có được không? Anh là đàn ông mà. Ai không nể mặt anh? Anh gọi điện thoại cho em sao anh không nói? Hồi trước anh không văn tục trước mặt em sao? Bộ mới quen nhau à? Anh là dân lưu manh, không nói tục thì đâu phải là lưu manh. Bây giờ anh đã lấy em rồi, muốn nói sao cũng được đúng không? Em là kỳ đà cản mũi. Em không muốn chúng ta có một mái nhà sao? Nếu như em muốn đi ra ngoài chơi bời thì em cần gì phải theo anh? Thiếu gì bọn đàn ông theo em chứ. Nói ra rồi sao? Bộ em tưởng em cao quý lắm sao? Có nhiều người đang chờ em. Em thích bọn đàn ông đó thì đi theo tụi nó đi. Anh nói cái gì? Anh nói tối nay không cần em nữa, ngủ một mình đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Có cho tôi 5 đồng. Được. Anh Long, hồi nãy thằng đó là ai? Là ai hả? Anh làm gì vậy? Đau lắm đó. Hồi hôm em đi đâu? Có phải lên giường với thằng đó không? Anh nói cái gì vậy? Nếu không ngủ với nó, sao nó lại hôn mặt em chứ? Đáng chết. Anh Long, anh đi đâu đó? Đi kiếm thằng đáng chết đó. Anh Long, em không có làm gì với anh ta cả. Anh ấy là người tốt. Anh tin em đi.
Anh Long. Thằng đáng chết, mày ra đi. Ra đi mau, ra đi. Định làm gì vậy? Mày dụ dỗ vợ tao. Bên kia có ẩu đả kìa, đánh nhau kìa. Mày dám dụ dỗ vợ của tao sao? Mày chết đi, tránh ra. Tránh ra, buông ra. Giám đốc, có cần báo cáo không vậy? Mày dám hả? Nếu anh không phải là chồng của Gigi thì tôi đã báo cảnh sát bắt anh rồi. Không sai. Tôi rất là thương cô Gigi. Tôi muốn cưới cổ để mang cổ về Indonesia, nhưng cổ không đồng ý. Tại vì sao? Tại vì anh thôi. Cũng là tại vì anh hết. Đứng lại đó. Tránh ra. Tránh ra đi. Thả nó ra đi. Thả ra đi. Mày đừng chạy nha. Đứng lại. Đứng lại. Vừa phải thôi nha. Bắt bây giờ đó. Bắt cái gì? Bắt đi. Bắt đi. Đáng chết. Anh Long, yêu một người thì phải trả giá. Và sự trả giá này đã trở thành sự ràng buộc cả đời em. Từ đó giờ chỉ có hai người dám tát vào mặt em. Và hai người đó là hai người em yêu nhất. Em không biết là lần này em phải thương tâm đến bao giờ. Và không biết lần này anh có thể báo đáp sự thương tâm của em không. Nhưng sự chia tay lần này làm cho vết thương của em càng thêm rạn nứt. Gigi. Gigi. Chuyện gì vậy? Có tình cho biết có người muốn giết chú Kiên. Tụi nào, đừng nói nhiều, lên xe đi. Mau đi.
vài năm sau. Tóm lại ở trên đời này mình đừng có yêu ai hết. Nếu mà anh yêu cô ta thì nhất định là anh sẽ nhớ cô ta và sợ bị cấm sừng nữa. Mình phải đi kiếm ăn mà, đâu thể lo được nhiều vậy chứ. Theo ý tôi là làm người tốt là không nên có sức ép gì cả. Thấy ăn được thì ăn, ăn xong thì rút lui. Được vậy thì tốt rồi. Coi bộ tướng của anh đúng là sợ vợ rồi. Tới đằng trước ngừng lại nha. Được. 16 đồng. Được, 20 đồng khỏi thối. Cảm ơn. Xin lỗi nha, hết giờ rồi. Thầy ca, làm ơn đi, tôi có việc cần. Lâu rồi không gặp. 6 năm rồi. Muốn đi đâu vậy? Số 20 đường Robinson. Anh làm nghề này lâu rồi hả? Hơn 2 năm rồi. Xe này là mua trả góp đó. Còn em? Làm nghề bán hàng. Làm nghề bán hàng cũng khá mà. Má của em khỏe chứ? Má em vẫn khỏe. Còn em gái thì đang có bạn trai. Vậy sao? Còn em? Alo. Nó đang dở chứng sao? Để tôi nói với nó. Con trai của em. Con à, sao không chịu ngủ vậy? Ngoan đi nha. 2264 2264. Dạ được. Bạn gái của anh nói là cô ta không được vui lắm. Tại vì hồi sáng anh không có gọi điện thoại cho cổ. Nói cổ là hết giờ tôi sẽ gọi cho cổ. Nè, đừng có thắc mắc nữa. Một lát nữa má về tới. Tối nay nấu canh gì cho anh uống đây? Nấu canh thịt heo cải cà rốt. Nói cổ còn canh gì khác không? Còn nữa, ngoan đi nghe con. Phải rồi, tôi biết rồi. Nói cổ đừng có nói nhiều quá. Nếu không tối nay biết tay tôi đó, được chứ?